Tại sao thiên hạ giáng tai nạn, Chúa của chúng ở đâu?
Chúa cùng anh chị Check it.
và hồng nguyện còn giúp cho mỗi người chúng ta cột rửa cái lớp bùn cho vốn nó gây sự phiền nhiễu trong cuộc sống chúng ta đến gặp Chúa, ở kề bên Chúa và ngỏ ý lại xin lòng thương xót của Chúa. Nhận cho trên đầu là mỗi người chúng ta và cố gắng cột rửa cho bùn cho cuộc đời của chúng ta những lớp cho bùn nó đã làm mờ mịt cái mối thân tình của Thiên Chúa và tha nhân. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta từ khi chúng ta có trí khôn đến ngày hôm nay đã biết bao nhiêu trang trôi qua, đã biết bao lần chúng ta đã chỉ sức giàu chức một chút cho ông trên đầu. Nhưng tôi biết chúng ta đã tiến bộ ra sao, tôi biết chúng ta đã tiến bộ như thế nào trên con đường đạo đức, trên con đường thánh thiện. Năm nay chúng ta là khai mạc một mùa chay nữa, vì thế chúng ta hãy quyết tâm sống mùa chay này bằng một chương trình cụ thể với ba việc mà chính Chúa đã dạy chúng ta, đó là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bố thí. Hãy có một chương trình ăn chay bằng việc là chúng ta hãm rẻ tất cả tính mềm nết xấu, kiêu ngạo, ích kỷ, dục vọng. Chúng ta hãy gia tăng cái thời gian cầu nguyện để đổi đến với Chúa và ở bên Chúa. Chúng ta hãy giảm bớt những chi tiêu để rồi chúng ta có thể chia sẻ với anh chị em đón nghèo, chia sẻ bàn tay đang sơ ra để cầu xin cái sự bố thí của chúng ta. Nếu mà chúng ta có một chương trình cụ thể và chúng ta cố gắng siêng năng tu tập cho được những việc đạo đức đó, những việc lành thánh đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ và tiến bộ rất nhiều trong cuộc chay thánh này. Chúng ta sẽ được nhiều ơn Chúa và sẽ cùng nhau mừng một đại lễ phục sinh tràn đầy niềm vui, tràn đầy ân sủng, tràn đầy sự hân hoan xuất sắc thánh thiện. Với nghi thức chỉ cho trên đầu giờ đây, tất cả chúng ta long trọng khai mạc mùa chay thánh này. Việc nhận cho ấn trên đầu giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra con người chúng ta là cho bùn, rồi mai đây sẽ trở về bùn cho. Cũng thế, đây là bằng biểu lộ lòng sám hối ăn năn muốn trở về với Thiên Chúa, xin lòng nỗ lực của Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm với quyết tâm bỏ lại sau lưng những năm tháng đi hoang của chúng ta để rồi chúng ta sống một đời sống mới theo tinh thần Kitô phục sinh. Và những gì của trẻ em năm nay sẽ đem đến cho mỗi người chúng ta, đem đến cho gia đình, đến cho giáo dân chúng ta rất nhiều những phúc lộc dồi dào của Chúa qua quyết tâm, qua cố gắng thực hành đạo đức, đó là ăn chay, cầu nguyện và làm việc hàng ngày. Anh chị em nhân về chúng ta hãy kính lặng chân nhang ngày Chúa và kêu cầu xin người giải phóng cho chúng ta để người chị sáng hối chúng ta sẽ làm lạy Chúa nhân từ tôi với những ai khiêm tôi và tha thứ cho kẻ biết ăn năn. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện và đặt tay ra cũng cho bên thầy chúng con sắp nhận thấy cho này để chúng con kiên trì sự vô linh này cho và nhờ con được tinh tuyền sinh ra từ lành cầu nguyện vượt qua mùa đức tin tôi con một Chúa đơn bằng sông và biển chỉ. Thank you.
hợp với tín đồ. Đây là cơ hội thuận lợi để cho chúng ta suy xét lại hành vi đời sống đức tin của chúng ta, cũng như là tìm một ân sủng để canh tân đời sống trong một tình gần trong và tình khác. Giờ đây cộng đoàn chúng ta tha thiết dâng lên những lời nguyện xin: hãy trở về với Chúa vì người nhân lành và từ bi. Xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh hiện thành đáp lại lời mời gọi sáng hối hóa trai tình, nỗ lực canh tân đời sống đức tin và thực thi đức an, hầu xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta
Lạy Chúa, chúng con long trọng dâng lên Chúa lễ tề đầu mùa chay thánh này. Xin soi sáng mỗi người chúng con được ăn năn hối cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu trị được mọi tính mê hết sầu. Nhờ đó chúng con được sạch tội và thêm lòng xuất sắc thông phần của khổ nạn của Đức Kitô, đơn thần sâu và hiện chi. Thông phần mình và báo Kitô được quy tụ lên một nhận
Lời Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong phúc mến cùng với giáo hoàng Francisco, đức tổng giáo mục Giuse, đức giáo mục Luti, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sư. Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hồn ánh sáng của mẹ Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chớ gì mình và máu Kitô Chúa chúng con mà chúng con vừa lãnh nhận, giúp chúng con biết ăn chay hãm mình sao cho đẹp lòng Chúa, và nhờ đó tâm hồn chúng con được khỏi hết tật nguyền. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Chúa ơi,